Rồi thôi không sao, mình sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn này nha các bạn. Rồi cố lên nè. Dạ. Ai? Dạ. Ai? Rồi thôi không sao. Ngày hôm nay, Ruby và Siro sẽ hách chọn đường đua Nubbero và hacker siêu an toàn để chạy trong Minecraft. Chỉ vì Siro đã có một ước mơ là trở thành một racing boy chính hiệu. Nghe là biết báo lắm rồi đó anh em ơi. Nên là tôi đã cho Siro thử hách chạy qua những đường đua Nubbero và hacker để xem đường đua nào sẽ là đường đua an toàn nhất. Các bạn cũng đừng quên chấm điểm xem Ruby và Siro ai sẽ là người đua xe xịn và VIP Bro nhất nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Trước khi xem video thì anh em đừng quên, sắp tới Hero Team sẽ tổ chức một buổi fan meeting với tên gọi là Super Hero Fan Meeting. Địa điểm tổ chức sẽ là ở nhà hát Hòa Bình, 240 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 13 giờ ngày 1/1/2023, với rất là nhiều KOL trong công ty Hero Media và sẽ có rất là nhiều phần quà đang chờ đón tất cả các bạn ở đó. Có hai hình thức để mua vé là offline và online. Offline là anh em có thể lại trực tiếp tại hai cơ sở của Shop Hero là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Còn online thì anh em có thể lên website shophero.vn để có thể mà đặt vé nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào anh em ơi. Sau một ngày dài mệt mỏi làm việc thì cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi rồi các bạn ơi. Ngồi trên chiếc ghế sofa yêu dấu của đời tôi. Đó, phía sau tôi thì lại là fan meeting Super Hero sẽ được diễn ra vào ngày 1/1/2023 tại nhà hát Hòa Bình vào lúc 13 giờ. Nên là các bạn đừng quên là hãy nhớ săn vé để có thể mà gặp gỡ được tất cả các thành viên của Hero Team nha. Trời ơi, nãy giờ là tôi lo, tôi ngồi tôi làm việc. Trời ơi, tôi làm việc quá trời quá đất luôn. Đây nè, đây tôi sẽ trang trí nốt cái này. Ui trời ơi. Rồi đây trang trí phía bên đây một tí nữa. Đó. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ là tôi đi ra ngoài cái ghế ban công của tôi nghỉ ngơi cho nó đã cái mát anh em ơi. Ủa? Ủa gì sao cái trước cửa nhà tôi gì đâu mà toàn là cái gì mà gì, cái gì mà đường ô tô đường đua vậy? Gì vậy? Đó là em nè. Ủa sao tự nhiên cái nhà của tôi gì đâu mà cái đường đua gì đâu mà quá trời ổ gà vậy từ lưa vậy? Xuống cách này cho nhanh nhất nè. Ui nhưng mà ủa ai ai nó đóng cái nhà của em vậy? Ủa nó đóng nhà của em nha. Trời ơi, cái này ha người ta gọi là đường đua siêu cấp VIP Bro của CEO Official. Trời lại chán quá, giờ là trên con xe tay ga đưa gu đi chơi xa đó là lên xe đi đâu ông nội? Lên đây anh dẫn em đi đến một nơi gọi là siêu cấp VIP Bro luôn. Chắc không? Tự nhiên mới sáng sớm luôn cho ông nội đúng lại phá nguyên cái đường nhà mình luôn. Tuyến tính là mới chuyển vô làng sống luôn. Rồi đi đâu? Lẹ lên đi đâu? Bây giờ em mới nhìn ra đây anh cho em biết thế nào. Một cái kinh bôi thật hồn. Đâu? Chạy từ từ. Với cái đường đua chuyên nghiệp và cái tốc độ anh chạy như thế này em phản đối. Nên là muốn được có một cái đường đua an toàn thì anh phải
toàn nhất ở trong Minecraft. Ok chưa? Và anh hãy áp dụng nó và anh đua. Chứ đừng có đi đua trong làng giùm tôi cái, trời ơi, cái làng mới xây mới đẹp. Ừ. Đừng đua em an toàn, em dẫn anh đi coi đi, đừng đua anh an toàn nhất kìa. Lẽ đừng đua đi mà an toàn cái đầu tôi á, đi ở một ổ gà đâu mà chạy khắp làng cái gớm không? Rồi đi em nè, lẹ lên. Đi lên. Đi nè, lẹ lên. Tới rồi nha. Chào mừng anh đến với ba đường đua siêu an toàn nhất trong Minecraft. Ê, ví dụ em go qua thấy đường đua này nguy hiểm á, tại em nhìn thấy ở dưới này nó giật không kìa. Ở đâu đường đua? Đường đua thì sao mà nguy hiểm được, nó là an toàn trên không, anh hiểu không? Đó, tại an toàn là cái sự an toàn mà em bảo kê đó, anh hiểu không? Ê, đừng! An toàn chỗ nào? Thì nó là an toàn vậy đó anh buồn cười quá à. Rồi nè, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu với đường đua đầu tiên nè, anh ok chưa? Nhưng mà em sẽ cho anh là người test đầu tiên hả? Anh là dùng bạch của em á, em phải test trước chứ. Ở mất gì, trời ơi anh phải là người test đầu tiên, anh biết tại sao không? Bên đây nè, bên đây. Em sẽ là người đưa cho anh những chiếc xe đó, anh có thể lựa chọn, anh hiểu không? Đó, anh đi qua đây đi. Có xe nào đây, đầu tiên em xin giới thiệu với anh, đây là đường đua nấp nhất và an toàn nhất. Đó, có thể sẽ là an toàn nhất là một cái đường đua rất là nấp. Gì ba, ai cho lên đó? Đây, bây giờ là em sẽ lấy những con xe cho anh lựa chọn nha. Rồi, bây giờ anh đứng im nè, đây là những con xe đầu tiên nè. Nè, mà một nè. Chơi nha. Không anh, tự nhiên sơn màu chi ông nội. Ê, em có chắc là cho cái máy bay không? Ê, không nha, không cho chơi máy bay nha. Rồi, cho anh lựa chọn một thứ đầu tiên. Đến đi, rồi anh chọn đi. Anh đi xe đó hả? Hả? À, không, anh ngồi cái sau nhầm. Trời, chạy đi. Rồi, bây giờ em sẽ gọi em xem anh chạy nè. Ồ, đường đưa nước này thì CEO đi qua khá là dễ. Đó, gọi đi đi. À. Ui trời. Trời, đường đua đây là đường đua núp, là anh sẽ chơi rất là dễ mà anh nói gì vậy? Đó. Đó đấy chưa? Đấy, dễ chưa? Đấy. Ôi giời. Ui trời. Ôi. Siêu đã vượt qua được cái đường đua này rồi các bạn ơi. Đấy, trời, bấm một cái đi về nè. Anh thấy cái đường đua đó an toàn không? Đó. Bây giờ là mình sẽ đèo CEO đi nha anh em. Đó, lên nè, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Vô nè, vô. Ủa, sao không chạy được? Ủa, anh đợi. Sao anh đợi cái xe máy lên đầu vậy không? Anh thả xe máy xuống được không? Trời ơi, thả xe máy xuống đi bà. Thả xuống. Rồi, bây giờ là đưa em chạy nha. Vô. Từ từ. Đừng có báo ai. Đây. Lên xem đèo. Từ từ. Lên xem đèo. Trời ơi. Ok các bạn ơi, mình và Chico đều vượt qua cái đường đua siêu nấp này nha các bạn. Đây, cái đường đua này nó quá là vậy. Ôi trời, cái xe tôi bị cháy luôn rồi đây ơi. Đó. Rồi bây giờ là anh có thể sẵn sàng tới thử thách tiếp theo là đường đua bờ gồ chưa? À, chịu ok chưa? Được rồi, mời anh qua đây chọn lựa những chiếc xe tiếp tục để anh chạy. Bên đây nè, nó có xe sẵn qua đây luôn. Thôi ok, rồi chạy chiếc này. Anh để game mode không, anh chạy nha, ok. Nè, chọn được ta, ủa chiếc này cũng cần đủ xăng hả? Đó, đúng rồi, chiếc này đủ xăng. Trời ơi, cái chiếc này đủ xăng luôn. Anh lên chạy được không? Rồi, cái này game, mình đang game mode 1 nên là mình vẫn chạy được nha các bạn. Rồi, anh chạy được không? Cái này anh chạy không được. Không chạy được hả? Ôi trời, tiếc mà muốn chạy chiếc đó anh em. Thôi vậy thì tôi sẽ chạy chiếc chiếc này. Rồi anh chạy thử đi. Rồi. Chạy với mình rồi. Đó, đổ xăng vô nè. Rồi ok, lên. Rồi bây giờ xem CEO chủ tài tay lái lụa này lên. Ôi này nguy hiểm nha. Bằng lái xe 10 điểm nha em. Đấy, chạy đi. Rồi, rồi, anh vượt qua làm sao rồi. Chạy đi. Đúng rồi, hay. Anh chạy lên cái gì? Go
hơi khó nha. Có mấy cái này sẽ giúp mình tiến lên mà có mấy cái này sẽ khiến mình lùi lại rồi em ơi. Đúng rồi, rồi giờ anh chạy qua đây hả, lẹ lên đi. Hai rồi chạy đi anh. Ui, cái này dễ nè, cái này dễ nè, cái này dễ nè, cái này dễ nè. Đó, này là rô vượt qua dễ dàng luôn nè. Trời ơi, đâm đụng cái xe của tôi được anh em à. Ôi trời, ây da, vậy mà đâm tôi. Ủa sao anh đi tới tới cái xe đó. Ủa sao anh đi tới cái xe thử xe rồi. Gì vậy tới rồi. Ok, coi như là mình tính là CEO về tới nha các bạn ơi. Rồi bây giờ là tới em chạy nè, nhưng mà em không có chở anh nữa nha. Cái này là bây giờ là tới em chạy nha, ok. Thôi chở anh đi, chơi xe hơi rồi chở anh đi. Xe ơi, trời ông cứ muốn mình chở ở ngoài thôi. Giờ bây giờ đây từ từ em, mà em sẽ game mode ra không lên này. Này xe hơi biết không, ê xe hơi chạy được không ba, xe hơi này đi có người à. Xe hơi này đi có người à. Chị em ơi, đợi chị em, 8 người luôn. Chị em nổi lên chủ chiếc xe này sao không chơi, sao không chạy được này. Xe 8 người mà, lên. Trời ơi, chị ơi, chở cái xe này với bạn đó, trời ơi. Anh ơi, ngồi trước, ngồi gần em, ngồi đi rồi. Rồi, ok, vô nha. 1, 2, 3. Xe bốc đầu. Xe bốc đầu. Ruby chạy xe bốc bốc đầu. Oh my god. Ôi xe bốc đầu. Ôi cái con gian. Trời ơi. Lên. Thử chiếc xe luôn á.
cho anh chạy thử luôn. Chạy thử luôn đúng không? Ừ, cho anh chạy thử rồi, giờ anh chạy đi. Đó, rồi, 1, 2, 3, vô. Xe này chạy không được các bạn ơi. Oh my god, trời. Tôi xe mà tôi cười ghét luôn. Rồi, bây giờ anh hết được thử rồi đó. Rồi, bây giờ anh chọn cái xe khác này anh. Ồ, à, chị vô hít cái chiếc xe đuôi đó rồi. Chạy nhanh mà trải nghiệm liền chứ. Rồi, giờ anh chuẩn bị trải nghiệm đi. Rồi, cái chiếc này nè, thấy gu chạy hít thiệt anh em à. Rồi, rồi vô. Anh chạy đi. Rồi đó. Ồ. Ồ. Oh my god, xe này chạy rất là nhanh luôn. Ồ, rồi, chạy đi anh. Anh đi đường nào cho nó nhanh. Qua đoạn la ve hả? Đúng rồi, qua đi. Anh em vừa mới thấy, em vừa mới thấy anh bắt đầu, em vừa mới thấy anh bắt đầu luôn đó. Ê, thôi đây em sẽ tặng cho anh một chiếc xe nè. Em vừa mới thấy anh bắt đầu luôn mà nó là chiếc gì ta? Không, anh biết rồi, đoạn này phải đi xe máy. Trời ơi, cơ còn đòi lấy xe khác nữa các bạn ơi. Trời ơi, ê, xe tính rồi. À, anh chọn xe này phải không? Ok, chấp nhận, chấp thuận luôn. Xe máy chứ đâu có đi xe hơi được. Đại, không có đi xe đó thì chiếc xe này nó to quá. Với lại cái mấy gai nó xếp gần nhau quá. Rồi, thì lên nè. Xếp lên. Rồi, anh chọn đường nào, anh chọn đường này hả? Ghê. Đường này thì nó sẽ không có mấy cái cục mà chạy nhanh nhanh nha các bạn. À, đường này thì CEO chỉ cần đi lạng lách từ từ thôi. Ồ, hay hay. Ghê. Ôi, xe anh chậm nhẹ vô cái gai lỡ đầu bị ấy nè luôn. Ủa gì sắp mà hỏng. Ê, nó đây nó sắp. Đường này khó lắm nha. Đường khó nha. Khó nha. Bây giờ là anh phải tìm cách anh chạy qua thiệt là nhanh á. Em nghĩ là anh nên chạy cái chiếc xe cái chiếc đua hồi nãy á để chạy thiệt là nhanh để vượt qua đó thấy không? Ui, không có chạy được đâu, biết sao không? Ở đây nó có cái này nè. Nào, cái nào? Nè. Rồi, thôi, cho CEO hay hơn là mình sẽ đập cái cục này đi luôn nè. Đó, cho nó dễ hơn tí nè. Ủa vậy hả? Ai biết đâu nè. Giờ em... Ok, bây giờ cho xe gu lửa luôn. Cho xe gu lửa luôn, gu lửa xe nào? Rồi, cho em lửa xe... Em lửa cho anh chiếc xe nhỏ nhỏ. Chạy... anh chạy thử đi. Không mà bây giờ em cho anh chạy chiếc này luôn nè. Đâu anh chạy thử đi. Chạy được không? Ồ, đi chiếc xe máy kia nè em ạ. Đó, nó có khác gì đâu, chỉ là nó nhìn nó cu te hơn thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, chạy dễ dàng luôn thấy không? Ôi giời ơi. Ôi giời, phải chạy cẩn thận anh em ơi, phải chạy cẩn thận. Bây giờ là anh đang lượn lách qua đó thấy không? Đó. Em đã xói cho anh mấy cục kia là chơi quá là dễ luôn rồi. Nhìn trâu đi, nhìn trâu đi buồn cười quá. Ai, cố lên anh. Em tin tưởng anh sẽ làm được. Còn không thì thôi. Trời đó, hãy chờ thôi. Bây giờ là em sẽ làm cho nó dễ hơn là em sẽ xóa cái này. Đó, anh sẽ chơi vào cái đường đua kia thì nó sẽ rất là dễ, hiểu không? Tin em đi. À. Trời đó, có quái đạn các bạn ơi. Rồi, bây giờ anh quyết định đi xe nào, anh chọn đi. Xe nào? Không? Vậy? Anh em nói nè, đổ xăng xe nào không? Ai dòng đổ đi máy bay? Ủa sao đi máy bay? Oh my god! Ôi! Ai chơi giang? Chơi giang? Ai chơi giang? Tới đây anh đi, anh gọi anh đi máy bay luôn anh. Oh my god! Đây là một thanh niên chơi anh giang các bạn ơi. Kìa coi ổng ngồi ổng chơi, ổng lái máy bay, ổng ngồi ổng chơi quá trời chơi luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi, cái mắt người ta thiệt là dài luôn. Ổng đi máy bay coi chịu nổi không các bạn. Trời ơi, anh đi quay về chơi. Ủa tới nơi luôn rồi. Gì kì á. Trời ơi, em tính ra đi máy bay nó dễ luôn á anh. Rồi bây giờ anh đi về, anh đi xe khác cho em. Muốn đi xe gì? Này, bây giờ là em sẽ cho anh đi cái xe này. Đó, đi anh, cứ đi cái này đi. Nhưng mà từ từ nha, chưa phải chạy. Này, rồi, chạy đi, mời. Racing Boy, oh my god. Rồi,
my god. Oh my god. Ôi. Ôi, xin ông vượt qua được. Ôi trời trời. Mình sẽ làm cho Ron dễ một tí. Đó, mình sẽ cho như thế này. Này, cái này thì có vẻ là hơi khó một tí. Đó, ok. Rồi, bây giờ anh chạy đi. Đó, đường đua đã dễ hơn một tí rồi đó. Ồ, bà ơi, cái đầu này dễ bể xe lắm luôn á bạn. Đây rồi, ở cái này dễ mà nè. Nó dễ mà, đó, anh chạy qua. Như này, như này. Vậy. Yeah. Oh my god. Rồi, hết ghi. Ủa, hết ghi. Hết ghi này ai. Ủa, sao có hết ghi đó kia vậy? Oh my god, CEO vượt qua quá là dễ dàng luôn các bạn ơi. Ồ, rồi vượt qua. Vượt qua. Hết xăng rồi. Trời ơi, tính ra CEO đang thể hiện giữa chừng cái hết xăng anh em ơi, quải chữ. Anh thấy quê không anh? Anh thấy quê không anh? Quê, tại em với này không đổ xăng nha đó. Rồi, thể hiện ra. Oh my god, rồi tiếp tục nè. Là về đâu kế nha, tiếp đâu nha, đâu nha. Lên. Ồ, hai. Ồ. Ê, chém té vàng tình. Ê, vừa có một màn. Anh vừa mới đánh một vòng vô không luôn. Hay hay, được được. Rồi giờ anh chạy qua cái này coi được không. Chạy qua được không. Rồi bây giờ là mình sẽ cho Ron chơi đây luôn nè. Rồi anh đi qua đây đi. Anh đi qua chỗ anh tên và hi của em đi. Rồi đó. Đó, em sẽ cho anh đi ngay cái khúc này luôn. Đó, chơi cho nó dễ anh hiểu không. Trời ơi, Chiêu đã giờ là mấy pha rồi. Mình cười quá trời luôn anh em ơi. Ừ. Vậy. Thôi chỗ này giờ cũng đâu có gì ở đâu, ra bóng bột đi luôn. Rồi, không, anh không được ghi bánh bột. Nào, ghi bánh cầu. Rồi, để em nè. Đây, đủ xăng cho anh nè, anh xuống đây. Rồi, chơi đây, lẹ lên. Rồi, đủ xăng cho anh rồi đó. Rồi, vô. Qua được không? Ủa, hai, 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 nghệ. Rồi, chạy đây, hả, lên nè. Rồi, coi coi anh sẽ chạy được hay không nha. Ủa, ôi rồi, ghê. Không hên chứ phải ghê. Ủa, phải ghê. Đã. Rồi giờ anh chạy qua đây được không? Wow. Ôi cái đường. Oh my god. Cái đường này khó nha. Ồ, phía trước đang còn chờ đón anh. Oh my god. Qua đây. Ồ, hay. Rồi giờ anh chạy qua đây đi. Tôi bắt đầu tôi quen dần rồi đó anh em. Rồi, đó, đó. Đó, rồi chuẩn bị tới cái màn siêu khó nè. Đó, chuẩn bị nè. Đó, rồi, giờ anh chuẩn bị đi qua đây tới cái màn siêu khó nè. Đó, thấy chưa? Đó. Cái màn cắt sập à. Đúng rồi, đó, thấy không? Rồi, vô nè, chạy đi anh. Ô. Là trận cuối tụi mình sẽ cùng nhau đua với nhau. Yeah, anh chuẩn bị chưa? Anh chọn xe đó phải không? Chọn xe đó phải không? Cái xe bà nội. Hả? Ủa? Rồi rồi chuẩn bị chưa? Vô nè. 1, 2, 3. Wow. Oh my god. Mình sẽ nháp mình đi lại nha anh. Em cũng không biết tại sao em lại ngẫm nữa. Trời ơi, tôi quyết định lên lại luôn em ơi. Rồi bây giờ đua nè. Chấp em phải không? Ok, rồi em sẽ đi đường này nha. Ây da. Đi đường này. Ủa, cái xe của tôi. Đùa nè, rồi em xin đi trước nha. Ui ôi, em biết cái đường này nó như thế nào anh hiểu không? Đó, mượt mà liền. Rồi anh đâu rồi? Đường này như thế nào mà. À, trời ơi. Anh ơi, đợi em với. Anh ơi. Ủa. Anh làm hư xe phải không? Thì giờ tụi mình sẽ bắt xuất phát từ đây đi. À ok, được đó. Được rồi, vô nè. 1, 2, 3. Yeah. Wow. Ui, hết ghi kìa.
ui né ui rồi vậy à, em lên trước anh rồi nha, em đi trước anh rồi nha. Ui cái đường này khó nha. Ê cái đường này khó vậy anh. Cô anh đi trước nha. Ê đợi em với. Trời ơi cái đường này khó quá. Ui làm sao mình em quay đầu xe đây. À đây rồi. Anh đã tới đích rồi. Yeah. Ui. Trời ơi cái đường này. Đường này siêu khó luôn. Oh my god. No. Ui giời. Lên. Ui các bạn ơi cái đường này nó rất là khó luôn này. Này từ để mình cố gắng mình đi này các bạn. Đó. Ok. Oh my god. Yeah. Anh phải lắp đường lại cho em đã. Gì vậy? Anh xài hết đường của em rồi phải không? Hồi nãy đi 2 lần em đã lắp đường lại đâu. No. Rồi thôi không sao, mình sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn này nha các bạn. Rồi cố lên nè. Yeah. Ai? Rồi hỏi không sao. Đây rồi, tuyển thủ Ruby sẽ tiếp tục với đường đua tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu các bạn. 1, 2, 3. Oh my god, no. Trời ơi, ui ui. Ủa xe hết xăng đi vậy. Ủa sao em vừa mới nghe giống như kiểu xe em hết xăng vậy anh. Oh my god, em đã tới nơi rồi. Ok các bạn ơi. Ủa anh đâu rồi? Trời ổng ngồi ổng bay trên đây nè, anh coi em nãy giờ nè. Trời ơi, các bạn thấy ổng chưa? Ui ôi, cái đường này nó hơi kinh dị. Nó thật ra nó cũng không an toàn mấy. Nhưng mà mình cứ làm cho vui vậy đó anh em nè. Chơi đường an toàn. Thì nó an toàn đối với em là bây giờ là mình đã về tới đích rồi nè. Đó, thấy an toàn chưa? Trời ơi. Đó, ok các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy đường đua núp bờ rồi và hết cơn, đường đua này là đường đua siêu an toàn nhất thì các bạn hãy nhớ comment phim dưới nha. Đó, còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông nhỏ để nhận thông báo tên chứ các bạn.